Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Dragon City và mình là Thanh Ezzy đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta xem thế nào, thì ở đây chúng ta sẽ có cuộc đua mình đang bám gọi là sát đít thằng kia luôn đấy. Chỉ còn cách nhau đúng một ô thôi là bằng nhau. Rồi, và chúng ta sẽ fighting nào, chiến đấu thôi. Mình cần phải tập trung tối đa để có thể là chiến đấu và chiến thắng được. Và chắc chắn là mình sẽ phải nạp game. Thì tí nữa chắc tầm tối mình sẽ nạp xem. Để mình sẽ tìm hiểu cách nạp, hình như là nạp bằng cái thẻ thanh toán quốc tế thì được phải. Và mình sẽ nạp, chắc là mình sẽ nạp khoảng hơn 100 game gì đó vào để có thể là chiến cái cuộc đua Heroic Raid này. Lần này quyết tâm sẽ được cái con rồng 6 đầu, con đấy là quá đẹp, quá chất. Còn con rồng mà 12 lát thì thôi, chắc là mình sẽ để nguyên vậy. Nếu mà được thì càng tốt, mà không được thì thôi vậy. Mình cũng không quá là thích cái con đấy lắm, mình chỉ thích cái con rồng 6 đầu ở đây thôi. Chúng ta sẽ breeding và feeding cho một con rồng ăn. Đợi chút chúng ta sẽ nick qua cái quảng cáo này nha. Đây rồi, xong rồi đấy. Mình sẽ nhặt hết là thức ăn đã. Mình cũng cần tiết kiệm một chút thức ăn để là cho con rồng mới của chúng ta có thể lên được cấp 20. Rồi đó, mình có một cái lần gọi là lần mà gọi là trợ giúp hướng dẫn làm nhiệm vụ thôi. Ok, để xem nào, chúng ta sẽ cho con gì ăn. Còn mình có một số con còn bé bé, có thể cho nó ăn thêm vào để nó đỡ tốn thức ăn thôi. Đâu rồi ta? Rồng bé bé, các chú ở đâu? Ở đâu đây? Ở đây mình có một con gì đây? Con này con gì đây? Khá đẹp ta. Con Amethyst Dragon đúng không? Ở đấy, Amethyst Dragon này nó sẽ làm cái gì ta? Cái đầu của nó sẽ phát sáng ạ. Nhìn như con ngựa vậy. Ôi, vỡ. Vỡ cái viên ngọc trên đầu kìa. Đấy, mình sẽ được thêm một con côn trùng nữa. Hai con này. Đây là Amethyst Dragon. Cấp 2 thì nó sẽ có một cái hiệu ứng khác. Cái đầu nó cũng phát sáng em ạ. Không biết chỗ nào phát sáng. Ồ, cái nguồn năng lượng từ cái viên ngọc giúp nó bay lên em ạ. Rồi, chúng ta sẽ lên cấp ở đấy, cấp 7 rồi. Cấp 6 này không được cái kia rồi. Amethyst Dragon. Bay lên đẹp chưa? Yeah. Đẹp vãi, rơi xuống. Khá là chất phết nhờ. Và chúng ta sẽ trồng thêm thức ăn nào, 2,1m trồng hết luôn này. Rồi đó, nào. Ở đây thì mình vừa đánh xong một trận thì mình có được lên một tí nào không? Đấy, mình lên vị trí thứ nhất rồi anh em. Đừng có nhờn với anh nhá. Sau bao nhiêu ngày cố gắng đua và mình hiện tại đang đứng thứ nhất rồi đây. Wow. Tuyệt vời lắm. Không thể thua thằng Brazil được. Cố gắng, thật sự rất là cố gắng ta mới lên được vị trí đấy. Rồi, và free spin này không cần lắm. Và chúng ta sẽ vào chiến đấu thôi. Chiến đấu nào. 200% game, mình có thể xem được quảng cáo nữa kìa. Kim loại nào. Cầu mong sẽ được team vừa phải. 15 đi rồi. Trời ơi. Quá ngon. Quá là tốt, thật sự là quá là tốt luôn. Đang mong đợi là cái bọn này nó sẽ yếu đi để mình có thể leo rank thêm. Stunning. Có gì đâu. Con này có sấm sét không? Có sấm sét thì giết nó ngay được luôn này. Sấm sét từ con rồng chân to. Electric shock. Một phát này. Hệ nước à em, dẫn điện quá tốt. Tiếp theo là con gì? Tiếp theo là con Revenger. Ánh sáng. Rồi, một bé 3.900 cho máu. Bóng tối à, mình có sẽ có là Terra. Thật là đánh quá đà là chết ở đây nha. Con này có chiêu gì có thể kết thúc mình được không? Terra và Terra thôi. Không có gì nhưng mình cần phải đổi rồng. Chắc chắn sẽ phải đổi rồng rồi. Đổi rồng cho con nào khắc chế. Có chữ kim loại rồi, tuyệt vời. Nail Rain. Nào, mưa đinh ốc. Mình gọi là mưa đinh ốc chiêu này. Hay lắm. Mình sẽ được thêm 3 điểm nữa ở trong cái phần này luôn. Rất là tuyệt vời, victory, chiến thắng. Thêm 3 cái đồng tiền của mấy con này. War Dragon 25. Lúc nãy gặp cái thằng War Dragon nhỉ? War Red Row Blue Dragon Volcano. Không ổn, nó lại toàn War này. Toàn gặp mấy con War luôn nhá. Thề luôn đấy. Quá là đen. Mắc đen luôn. Leo từng bước một mà nó đánh một phát thì là rơi xuống này. Jamaica Blue Island kìa, đẹp chưa?
Con sunset thì mình không nói, rất đẹp. Hệ R mà cấp nó nói thôi, nó nói là R thôi, nhưng mà làm đếch thì con R nào mà cấp 24 trong này được. Chỉ có con cấp 22 thôi. Cái con Blue Flame này. À con này giống cái con trong Avatar ấy. Con này là con ấy không? Jamaica. Người da đen này, Lightstar. Da đen à? Jamaica. Cái này như kiểu là ông nổi tiếng nào đó của Jamaica ấy. Mình không biết tên thôi. Đây rồi, đây là rồng trong Avatar. Avatar, rồi đúng chuẩn luôn. Con rồng đẹp thế. Nhìn chết vãi. Có muốn chết không em? Có 7.000 máu thôi. Đúng nguyên đó nha, 12.000 máu luôn này. Tiếp theo sẽ là Sunset, Sunset Dragon Lava Bone. Bắn lửa. Làm gì em? Warfish rồi. Mình đang rất là vui tại vì mình đang vượt lên dẫn đầu rồi. Rất là cố gắng. Rất là cố gắng lên lắp 9 đấy. Hy vọng là sẽ không có cái điều gì để quá đáng tiếc xảy ra cả. À, và mình sẽ vẫn đua thôi, cố gắng đua thật nhanh thôi, có thể rồi. 1,4 EXP. Rồi đó, đang up đúng không? Bọn này đang up, up được một nửa. Nó sẽ giảm cái thời gian xuống một chút. Cái này đang sinh sản, cũng được một nửa rồi. Vào thôi, phần Liquid thôi. Chiến đấu phần Liquid nào, Liquid Team. Rồi, tí như này, Doraemon. Doraemon, ôi trời, mình quên là không đổi Doraemon thành một cái con khác để có thể vào và chiến đấu hơi hơn. Ở đây thì KM004. Sao nó là tên của đấy ta? Có chiến binh này. Chiến binh thì một hit thôi. Chết này, Sky King. Và một con rồng võ sư. Mình hay gọi con Martian Dragon là con rồng võ sư. Ây chà, đây, rồng võ sư đây. Xuất điện, cứ xuất điện. Nào, xuất điện thì vẫn là chiến binh thôi. Quật nó này. Tiếp lần sau mình sẽ đổi sang cái con cấp 7. Không nhớ tên rồi, không nhớ tên con này con gì rồi. Chiêu nước à, chiêu nước nhớ là có kim loại đúng không? Có điện đúng không? Có băng này, băng phải đóng băng được này. Được đấy, được, đúng con này luôn, không cần phải đổi. Mình tưởng cái kia nó sẽ có kim loại hoặc cái diêu gì đó. À con này chiến binh mà. Quên. Cái băng là chiêu thứ hai thôi. KM082. Rồi đó, và tiếp theo ra sẽ đổi sang con mới nha. Claim này, đổi sang con mới luôn. Cái con cấp 7 ạ, con Amethyst Dragon đâu rồi? Cấp 7 thôi, cứ tìm đến cấp 7 là được. Cấp 9 này, cấp 10, cấp 8, cấp 8, cấp 7 đây, rồng cô độc này. Đâu rồi? Rodney King. Cái con Amethyst đâu rồi? Rainbow này. Đây đây, Amethyst Dragon đây. Con rồng này nhìn trông khá là đẹp. Chúng ta sẽ còn tất cả là 4 trận nữa để vượt qua phần Liquid này. Cố gắng thôi nhé. Ai chà, chưa gì đã gặp ngày High Purity rồi. Sức mạnh là ngang nhau. Nhưng mà nó không luyện sao. Thế thôi. Và nó không có chiến binh. Ha này ngang nhau thôi, cũng chẳng mạnh hơn. Chẳng có nào mạnh hơn nào. Đều là hệ poor trước. Còn tùy thuộc vào chiêu skill nha. Nhưng mà theo mình thấy là con dâu trắng của mình vẫn khỏe hơn một chút. Theo cảm giác thế thôi. Gumi, rồng võ sư, rồng thiếu lâm tự. Thiếu lâm tự à? Amethyst sẽ được ra ngoài, sổng chuồng phát. Đây chính là Amethyst Dragon. Với báu vật rồng ở trên chán. Đánh đi em. 1.500 máu luôn. Nào, một phát gậy. Một phát gậy này đánh đi. Wow, chết luôn rồi, nó chết luôn này. Rồi, nếu mà đánh thế thì tôi thấy cho anh ấy lên cái. Ra thanh niên này thì đánh phát không cần khắc khệ vẫn là ăn được mà. Chết đi man, 16k. Tiếp theo sẽ là con này, con Gumi Laser. Laser Beam, 3.400. 3.400 thì có thể béo tròn. Gumi này, chúc mừng Gumi. 30.000. 30.000 luôn. Xong rồi đó. Rồi, mình sẽ còn một trận trong này nữa. Victory rồi. Khá là đơn giản và dễ chơi thôi, không quá khó khăn. Rồi ok, tiếp theo là ta sẽ đánh con nào đây? Đánh thằng này đi, thằng này có vẻ là khỏe đấy, team nó vẻ rất là khỏe luôn. Nào. Cũng là một heroic luôn đấy. Ôi trời, năng lượng mặt trời. Cũng là high tech, phải giết con này trước đã, tính sau.
con này khá đẹp ta nhờ. Nó là nguồn năng lượng mặt trời ở trong bụng nó kìa, sẵn sàng là tỏa sáng đấy, tỏa sáng đẹp thật. Nào bao nhiêu đam, ngày đam tầm bao nhiêu đam, 1.400 à, thả đổi ra con trâu điên còn khỏe hơn. Đam cuối nó trâu lắm, đây này đam cuối cực trâu luôn, 2.000+ cơ, chết luôn, vừa đủ chết thôi, cũng không khỏe hơn quá bao nhiêu đâu. Nakaro, dòng óc Terra, Terra 4.000 thôi, không quá là khó khăn ở đây. Magma này, cho chú Magma nhá. Magma Storm, một phát 12.000 máu. Ôi, không chết kìa. Nó chiếu lửa, khắc chế mình. Cho mày Magma luôn này. Đánh đi. Magma Storm 12.000 luôn. Đánh đi nào. Con rồng người là con Tsunami. Con rồng Elemental Dragon, Elemental Dragon. Aurora phát, chết thôi em. Chết không em? Chết đi, 14.000. Con này chắc là luyện để tham dự đấu trường kim loại đây mà. Gần như chắc chắn là thế. Victory thêm một trận nữa này. Và claim thôi. Claim ngay và luôn. Rồi, chúng ta hết cái ở trong cái phần đối đầu ở trong cái khu vực như thế này rồi. Và tiếp theo ta sẽ vào trong cái phần VS nha. Phần VS mình sẽ chơi với một thanh niên mà đã bảo mình ok, nó sẽ vào trong Facebook này. Rồi, mình sẽ có một thanh niên đâu rồi? Đây, chắc ở đây rồi, chắc ở đây. Nguyên Quốc cấp bao nhiêu? Thì vấn đề là Nguyên Quốc cấp bao nhiêu? Mình không thể biết được là Nguyên Quốc cấp bao nhiêu cả. Rồi, mình sẽ tìm thêm Nguyên Quốc xem có không. Rồi nha, thử tìm xem có Nguyên Quốc không. Bạn Nguyên Quốc là đấu như thế nào đây? Xem nào, Nguyễn Khắc Rể, Nguyễn Quốc đúng là tìm đúng không ạ? Mất công lắm, Nguyễn Quốc rồi, cấp 65 ạ. Ai da, sẵn sàng đợi mình à? Thôi rồi, dù thua thì mình vẫn phải đấu với bạn đó, vì đã hứa rồi. Chúng ta hứa phải giữ lời hứa. Hai Porter và hai Dream, tấn công nào, tiến lên. Chắc là mình thua rồi. Wow, 40 thôi, xác định rồi. Wow, rồi. Con này là thua bét nhè rồi anh em. 72.000 máu đấu cái quái gì bây giờ. Những con rồng heroic được coi là mạnh nhất hiện tại đấu với nhau thế này thì chán rồi. Đánh tí phát hai phát là chết. Sợ vãi nhờ. Thôi không sao, không vấn đề gì cả. Dùng Aurora. Aurora thôi, Aurora này. Chết đi em. Mày 15.000 máu chứ. Manito. Ấy da, 15.000 máu. Hướng nhờ nó đấm phát nữa là chết này. Mình phải giết con High Purity này, kiểu gì nữa sẽ giết con High Purity nha. Kiểu gì cho nó quỳ gối trước ba con, còn hai con kia thì mình không quan tâm. Nó còn hai hit nữa là sẽ chết. Yes, được, con này sẽ chết. Oh man, khỏe thế. Vãi lồng thật. Rồi, High Purity một mình được cân 3 luôn. Mắc cấp 40, phải cực kỳ nhiều thức ăn để mình mắc cấp 40 đấy nhỉ. High Purity, 46.000. 15.000, không biết có ăn nổi không đây. Vấn đề là mình không biết có ăn nổi 15.000 không, chắc chưa chắc. Chưa chắc ăn được 15.000 của nó cơ. Thôi trời, thua một con này luôn. Poenlai, cấp 40 nó là một cái sự đặc, gọi là cách biệt quá lớn. Hơn tận 15 cấp mà tận 3 con. Thôi thua, chấp nhận rồi. Cho lên TV một lần. Vỡ cả mồm ra chứ không phải đùa. Rồi, mình sẽ đấu với những người mà mình thua nhá. Ở đây nha, Trần Thanh Tú. Team bạn này thì thật ra cũng không khỏe lắm đâu. Đánh tập trung là có thể hào được cái bạn này luôn. À, những thanh niên này rất là chăm chỉ. Đánh mình đây. Đánh mình này. High entity, cấp 30 hết à. Tôi có thể thoát ra được không? Bây giờ tôi có thoát được không? Tầm 1 cấp 30 đánh sao? Không đánh được. Quiz. Cấp 54 này, cấp 54 mình thấy có vẻ là đỡ hơn rất nhiều. Còn kia thì đánh thế quái được. Ít nhất về tất cả team mình phải cấp 30. Mà trong khi đó thì thức ăn thì không có. Vì mình cũng không muốn cho nó lên quá cao làm gì cả. Tầm này thôi, High Snow này. High Snow cấp 30. Một con rồng cấp 29. Trâu quá nhở.
Thật sự quá trâu. Trâu quá mới cho phép rồi, 50.000. Nó cần cả team. Nhưng theo như mình nghĩ sẽ cần cả team luôn. Còn cấp 29 nữa kìa. Đắng rồi. 14.000, nó có tầm khoảng 22.000 thôi. Vẫn là point nó gì à, ăn được. Chưa chắc là thua đâu nha. Con này là hệ con này có hệ băng này, hệ băng nó có thể ăn được nó này. Từ từ hoàn toàn có thể là đập được với cái team như thế này. Ăn tốt là làm khác nha. Invi rồi, để đánh con này, đánh con này. Tại vì là nó là cái kim loại. À hệ anh hệ là hệ chiến binh. Con này cần ra này, chúng ta cần tính toán hợp lý là có thể hạ của cái team này thôi. Không quá khó khăn đâu anh em. Hạ được 2 snow là một cái điều ngon rồi. Quá tốt rồi. Tiếp theo con cấp 29 sẽ ra này. Đấy, tôi biết ngay mà. Đánh đi Rus kim loại. 16.000, để nguyên để mình có thể sốc đam chết được nó luôn mà. Swap. Không vấn đề gì cả, sốc đam này cực kỳ mạnh. Bằng chiêu băng giá sẽ tầm khoảng 30.000+ máu sau một hit nữa thôi. 28 thôi. Được đến 28 thôi. Mệt rồi đây. Ây chà. Không có chiêu gì có thể cản bước con này. Cannonballs, xem nào. Hai phát, tôi cần hai phát để có thể con này. Được, team mình thắng. Theo mình nghĩ là team mình sẽ thắng. 14.000 thôi, chỉ có 14.000 thôi đúng không? 14.000 thì dừng nguyên đấy nha. Con kia có chiêu sốc đam cái con của nó sẽ chết được luôn đấy. Rồi, 25 rồi. Đây là lúc chiến đấu với nhau. Origin sẽ giết được con này của mình. Nhưng mà hãy xem lại đi, mình sẽ còn một con trâu điên nữa. Tính toán hợp lý là ăn được thôi, không quá khó khăn. Nào, Aurora lên này, chết rồi, yes, thắng rồi. Tôi tưởng thua trận này cơ. Con 30, con 29, con 25. Tới tỉnh táo ăn được, trừ khi nó quá mạnh là cấp 40 thôi. Ok, và ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye.